Xin chào quý vị, Thanh Tuấn Medical là nhà phân phối chính hãng các cái dòng xe Luxcar tại Việt Nam. Thì hiện tại có rất nhiều khách hàng khi mà mua xe thì hỏi với chúng tôi rằng là hiện tại đó là khi mà pin mà bị hư hoặc là đôi khi mà trong quá trình dùng người ta cần muốn thêm một cái cục pin dự phòng thì phải làm sao? Thì cái điều đó thì chúng tôi sẽ xin được trả lời như sau. Chúng tôi là đơn vị phân phối và chúng tôi có đầy đủ các cái phụ kiện, chúng tôi có hỗ trợ quý vị trong vấn đề đó là gọi là xe pin để có thể có những cái pin dự phòng cho quý vị trong quá trình mà giả dụ như là chúng ta đi xa không có cái nơi để chúng ta sạc hoặc là đôi khi nhiều lúc là chúng ta không muốn phiền với ai thì chúng ta vẫn có thể bổ sung một cái pin dự phòng ngay bên hông của chiếc xe. Thì trước mắt quý vị đó là dòng xe Luxcar, mã của nó là XE122L. Thì với cái dòng xe này hiện tại nó là có hai cái hộp pin, một hộp pin bên tay phải và một hộp pin bên tay trái, quý vị nhìn thấy đấy. Thì với cái dòng xe mà Luxcar này thì dùng pin là pin lithium, đây là cái dòng pin mà hiện tại nó là mới nhất hiện nay. Với cái dòng pin này thì nó là 24V nhân với 10Ah và đi được cái quãng đường từ 15 đến 20km. Nhưng mà trong quá trình di chuyển có rất nhiều quý vị nói rằng chúng ta đi công viên hay là chúng ta có thể là đi trung tâm thương mại hay chúng ta đi dã ngoại gì đó, thì bây giờ vấn đề cần dự phòng như thế nào thì quý vị có thể dự phòng ngay một cái pin này. Với cái dòng pin lithium này, một PC 24V 10Ah thì chúng ta có thể là dắt thêm được ở đây. Đó, quý vị nhìn đấy. Chúng ta có thể là chúng tôi sell pin và chúng ta test cho quý vị xem ạ. Đó. Chúng ta chỉ cần mở cái rắc 2A ra thôi, chúng ta cắm cái pin dự phòng vô. Và quý vị nhìn thấy, tôi mở nguồn lên. Đó, thì khi mở nguồn lên thì pin chúng tôi đang mới sạc này rất là đầy. Quý vị nhìn thấy đó, khi mà chúng ta thao tác, xe có thể di chuyển này. Đó. Tiến lùi này, quay phải này, quay trái này. Đó, thì thưa quý vị là với cái dòng pin này thì hiện tại là chúng tôi bảo hành cho quý vị là 6 tháng. Và nếu mà có bất cứ các cái câu hỏi nào về dòng xe Luxcar hoặc là các cái vấn đề về pin thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi 0937 679 272, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Xin chân thành cảm ơn.